Hello, hello, chào mọi người nha, chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng hai cái màu này nha mấy chị, màu số 83 với lại màu số 30. Màu số 30 không biết sao cách tích dự lắm luôn mấy anh chị. Đây là màu số 83 nha. 83 thì tụt cái tông pink, pink nhạt nhạt ha. Thì mình có thể là dùng cái màu này mình làm ombre hay là đắp một màu cũng đẹp lắm. Cái này ngón này mình cover một lớp crystal clear mỏng lên. Tại khi mà mình có ombre á, mình cover nó lên. Hello, chào mọi người nha. Lâu rồi không làm bộ móng dài giống vậy. Thường đa số thì mình cũng làm móng dài, nhưng mà cũng không có dài đến mức này đâu mấy anh chị. Cái này là móng tip 3XL, trong móng của Sledo nha mấy anh chị ha. Tự nhiên cái lâu lâu làm bộ này không biết lấy bao nhiêu tiền luôn mấy anh chị. Nó dài. Cái này là đắp ombre xong lót một lớp crystal clear lên cái đó, để lát khi mà mình dũa đó thì nó đỡ chảy cái phần mà ombre của mình. Hello, chào mọi người, chào cả nhà khỏe không? Hôm nay là thứ năm nha. Rồi đẩy lên nè, dũa bột ở bên trong cái đó. Cái này đắp xong ombre rồi mình cover một lớp crystal clear lên. Rồi xong. Cái này móng dài lắm luôn á mấy anh chị, 3XL ha. Anh chị làm thích dài giống vậy á. Mấy anh chị xài cái móng đó. Hôm nay thì cô xin cách này đòi làm cái móng mà 2XL. 2XL Sledo tip nha, dài lắm. Nên mình ra hả, còn cái này là long Sledo nè. Nó ngắn, bình thường là cô xin làm ngón này, cái này thôi. Hôm nay thì khách muốn dài hơn nữa thì cũng có luôn nha mấy chị ha. Thì một hộp 10 đồng một hộp. Một hộp tức là 10 đồng nha mấy chị. Nó gồm có là 500 tít. Rồi mình qua bên này. Bên này thì mình sẽ đắp dài giống vậy luôn. Đó, chia sẻ cách đắp. Móng dài thì ombre thì tất nhiên cũng đi 2-3 cục gì đó đúng không? Tùy theo cái mức độ dài của mấy anh chị nữa. Ngón này thì cô xin sẽ đi kim tuyến ha. Thì kim tuyến là cô xin sẽ rút bớt cái phần mà độ dài đi. Tại vì còn cover một lớp để kim tuyến, rồi mình còn cover cái móng mà một lớp crystal clear nữa. Tại cover mỏng quá thì nó cũng không cover được cái kim tuyến của mình đúng không? Nên ra mình sẽ cover vừa ha. Mình đi cũng khoảng 70%. Đó, chăm sóc hai bên cái đó. Cái này mình đi mỏng thôi, tại vì mình có để kim tuyến á mấy anh chị. Đó, mình giữ bột ở bên trong chính giữa nha. Tay móng dài nè, đưa đưa nó xuống. Đó, giúp cho cái được chỗ đường núi cho nó mỏng. Đó, và khi mà mình đi cái này thì á, mình xin hạn chế là mình đi dài. Tại vì á, mình còn cho kim tuyến vô nữa. Giúp nó, cho nó ra khỏi tới phần đầu móng luôn nha. Và không cho nó bị mất shape nè mấy anh chị. Thì khi mà nó vừa tới cái phần đầu móng thôi thì nó vừa đủ bột không ha, vừa đủ bột xong rồi mới bắt đầu mình đi cái phần kim tuyến lên. Cái này là mình sử dụng một trong những cái màu kim tuyến trong food salad nha. Mình đi ombre, mình đi một nửa đây rồi, lát mình còn đi là cái sân xếp 30 nữa. Cái này khách muốn kim tuyến ở giữa ha, kim tuyến ở giữa, thành ra là cô sẽ cho một chút xíu kim tuyến trên này. Rồi, xong rồi, mình chờ chút xíu nha. Món này thì mình cũng đi là kim tuyến, giờ mình sẵn đi là mình lỡ đi mình đi kim tuyến luôn. Mấy anh chị thấy rõ không? Đó, cái này mình thấm vô tờ giấy để cho cái bột của mình đỡ chảy. Nếu mà mình thấm vô tờ giấy mình thả vô liền được luôn. Đó, giữ bột, giữ bột. Rồi, sau đó thì giữ bột nữa ha. Đó, vuốt cho cái chỗ đường nối cho nó mỏng đó. Mình dựng bột xuống. Thì những ngón mà cái design kiểu này á, thì mình không nhất thiết phải làm dày lắm đâu mấy anh chị. Lát nữa là mình sẽ còn cover một lớp crystal clear lên nữa ha.
Đó, mình tạo cái màu chút. Đó, lấy đây mình vuốt nhẹ ra. À, cái này design nên thành ra khi mà mấy anh chị đi ombre nhiều màu á, không nhất thiết phải đi dày đâu. Nếu mà anh chị mà mới bắt đầu tập á, mấy anh chị đi mỏng thôi, không đi mỏng mà đi vừa tới thôi, thì khi mà đi vừa tới vậy đó, thì lỡ trong trường hợp nếu mà mình đi không đủ á, hay là nó bị mỏng, hay là ombre nó không đẹp á, mấy anh chị thêm vô được, không? Và tại vì á, sau cùng khi mà mình cover một lớp crystal clear lên á, là nó đều nha, nó sẽ là lúc đó thì mình sẽ điều chỉnh cái độ dày. Cái này là mini mỏng á, thành ra cô sẽ lấy bột vừa đủ thôi để tiết kiệm bột. Nói vậy thôi, tại vì mình đắp quen á, không mấy anh chị mà mới tập á, đôi lúc mình chưa có lấy được cái cục bột thì mình cứ lấy cho nó vừa, từ từ lấy, tập làm sao để vận cái cục bột trước đã. Không, bắt đầu nè ha, chỗ này nó dày nè, mình đè nó xuống, không đè nó xuống, tại móng nhọn á thì ở đây nó ít lắm, thành ra mình cũng không cần số lượng bột nó quá nhiều, không mình chỉ cần dồn vô vừa đủ tới cái phần đầu móng thôi. Rồi, mấy ngón này thì mình sẽ đi màu số 30 nha mấy anh chị. Hello mọi người, cả nhà khỏe không? Hôm nay thì mình đi móng, móng dài lắm. Móng này là nó dài lắm, 3XL, 2XL, stiletto. Tại lâu lắm mình không có đi lại cái phần cái bộ này, tại vì cái màu, cái độ dài nó giống vậy hiếm khi khách làm lắm. Lâu lâu thì mình sẽ có khách làm thôi. Đó, vuốt xuống nè ha, mấy anh chị vuốt. Và khi vuốt âm rầy đó là ngay cái chỗ mà ở kim tuyến đó, mình cho nó ra thấy một chút nha. Đó, cho nó ẩn ẩn thôi, kiểu mà mình đi giống vậy kiểu ẩn á, kim tuyến nó ẩn á mấy anh chị, nên ra mình sẽ không có đi cái phần âm rầy nó dài, nó xu sâu xuống quá và nó đậm quá. Như vậy thì lát nữa là khi mà sơn lên thì nó không thấy kim tuyến nữa. Đây mình đi hai cục cũng được nè mấy anh chị. Nếu mà mình đi một cục cũng được á, cục đầu tiên mình tạo bằng âm rầy trước, cục thứ hai mình chăm sóc cái decal ha. Đó, tùy cơ ứng biến, thích đi một cục thì mình cứ đi một cục, không đi được một cục á, cố gắng khi mà mình chưa có lấy được cái cục bột á, thì nó sẽ giống như kiểu mà lấy nhiều quá khâu vào hết cái design của mình, thành ra thì mình sẽ mất time lắm. Nên là đi một cục mà chưa có được á, mình có thể là đi hai cục, không có gì phải đi một cục hết á. Không, phần âm rầy, cục thứ hai thì mình sẽ chăm sóc phần cuticle. Đó ha. Xong hết tất cả này là mình cover crystal clear nha. Như ngón này nè ha, thì mình sẽ đi làm sao cho nó đủ độ dày. Đó, cover hết cái phần kim tuyến luôn với lại phần âm rầy. Còn khi cổ đây nó đủ dày rồi, thành ra là mình sẽ tháp cho nó thật là mỏng thôi. Mình giữ bột ở bên trong chính giữa nhiều hơn nè mấy anh chị.
Sau đó thì mình sẽ vuốt bột của mình xuống. Hai bên ốm, đầu móng đè không, thế là xong, mình cover đủ đó. Cái ngón này cũng vậy, chỗ nào mà thiếu thì mình cover nhiều chút, chỗ nào mà nó dày rồi thì mình muốn mỏng lại thì mình đứng cây cọ lên, mình lấy bột mình nó xuống. Nhưng mà phần này thì mình không cần nhiều, mình tháp tháp thôi không, chỗ này nó cần nè thì mình sẽ cho cái bột của mình dồn vô chính giữa không? Bột nó đang đứng như vậy mình khoan vuốt đó, sau đó bắt đầu mình giữ bột ở bên trong, ta để cho hai bên nó đứng dày quá mấy anh chị. Như vậy thì khi mà mình đắp xong á thì nó dễ bị mất xếp lắm. Đó, vuốt bột ra. Tại cái nó bị khô á, thành ra trước khi mình để cái bột clear lên mình vuốt cái. Đó, vuốt ngay chỗ đường nối này cho nó mỏng không, để lát khi mà mình vuốt đó thì nó sẽ dễ. Rồi xong à, còn hai ngón nữa nha mấy chị. Hai ngón này thì mình cũng đắp một màu đắp ôm rầy thôi. Hai ngón này thì mình sẽ design nên thành ra mình sẽ đắp màu xinh ha mấy chị. Bộ giá vậy chứ không phải lấy 200 220 á, chắc vậy. Tại còn có design nữa nên thành ra mình sẽ chờ cái phần design lên nha mấy chị ha. Rồi vuốt nhẹ nè ha, cho cái màu hồng lên. Hai ngón này là mình có thể đi dày hơn nè mấy chị, tại vì á là lát nữa là mình cover crystal clear mỏng thôi, ngay cái chỗ phần ôm rầy thôi, tại vì nó không có kim tuyến. Đó, giữ bột nè trong chính giữa trước ha. Cái này là mình đang sử dụng liquid chạy nha mấy chị. Đó, và mình chạy á là bằng cách là mình thấm vô tờ giấy. Ngón này ha, thấm vô tờ giấy để giảm bớt lượng nước có trong cái cục bột của mình đi. Sau đó mình mới thả vô cái tay người khách thì nó sẽ hạn chế là chảy ra hai bên. Còn nếu mà mình sử dụng liquid chảy đó, nếu mà trong thời mình không có control được đó, thì mấy anh chị pha liquid khô nhanh vô. Còn nếu mà anh chị nào mà tốc độ nhanh, đó tốc độ nhanh rồi xong mình đi liquid khô nhanh luôn. Đó, tại vì khi mà mình đi liquid khô nhanh đó là mình phải đòi hỏi là cái tốc độ không, và coi môi trường xung quanh nó có bị nóng hay không. Chỗ này hơi bị thiếu chút ha, thì mình sẽ lấy để đây nè. Tháp nha mấy anh chị. Đó, tháp từ từ đó. Tại vì khi mà mình để lên mà mình vuốt liền á là cục bột của mình nó mất hết. Đó, mình dồn ngay phần chính giữa đây nè. Đúng không? Chỗ nào thiếu thì mình sẽ dồn chỗ đó. Xong hết bắt đầu mình vuốt lại. Thì như vậy cái mặt móng của mình nó sẽ rất là mượt và cục bột nó sẽ không có bị di chuyển hay là bị kéo xuống quá. Không? Thì ngay cái phần đó thì cái bột nó sẽ nằm ở đó luôn. Con này khi mà mình thả tròn nè mấy anh chị thì mình sẽ không thấm vô tờ giấy, mình chờ cho cái bột của mình đó, nó kết dính lại đó ha, nó kết dính lại đó, sau đó mình mới để vô cái tay người khách này. Mình nhích nè không, nếu mà móng dài mình nhích xa ra, còn móng ngắn thì mình nhích gần lại. Để làm gì? Tại vì nhích xa quá bột nó bị lõm đúng không? Đó, còn cái này nhích xa tại vì nó dài, mình rút ngắn thời gian đi ha. Đó, mình hỗ trợ nó kéo xa ra chút. Rồi giữ bột ở bên trong chính giữa nè. Đánh qua đánh về, nếu mà đầu móng của mình nó dày quá đánh qua đánh về.
Không, để lấy được cái độ nhọn cho cái phần đầu móng của mình. Đó, vuốt cho mặt móng của mình nó mịn đã, sau đó mình mới cắt. Rồi, ở trên đây thì mình sẽ có hai dạng ombre, hai đi hai kiểu nha. Một kiểu là mình đắp một cục, một kiểu là mình đắp hai cục. Mình đi hai cục trước đây. Đây đi một cục, đi này đi hai cục nè. Cục đầu tiên á, cái này là mình sẽ chăm sóc cái phần mặt móng trước nha. Ngón này, đó cục mình sẽ chia đôi phần này ra. Và khi mà mình đi hai cục thì cái cục bột của mình á, mình sẽ lấy ít lại, nhích nhẹ nè. Đó, mình đè cho cái phần bột cuticle cho nó mỏng xuống đã. Không, hai bên thì mình phải chăm sóc đều. Tháp bột của mình xuống nè, sau đó mình vuốt. Vuốt. Đó, và khi mà mình thấy vuốt đẹp rồi mình không vuốt nữa. Không. Rồi, khi mà mình muốn đi cục thứ hai thì mình sẽ chờ cái cục đầu tiên nó khô đã. Rồi mình mới đi cục thứ hai. Đó, có nghĩa là khi mà mình làm xong mình làm cái kiểu này làm hết năm ngón luôn, xong mình quay trở về. Xong mình mới đi thêm một cục nữa ha. Và cái mặt móng nó trở nên nó mát, hơi mát đã. Rồi sau đó thì mình mới bắt đầu đi thêm cục thứ hai. Để tránh trường hợp khi mà mình đặt cái cây cọ xuống nó vuốt là coi như cái phần ẩm rầy của mình mất hết đi. Đó, thì mình sẽ lấy thêm cục thứ hai nè. Đó, và khi mà mình tạo được phần ẩm rầy có nghĩa là cái cục thứ hai thì mình chỉ việc chăm sóc phần cuticle thôi, đúng không? Đó, mình chăm sóc cuticle thôi. Đó, cắt tỉa bỏ miếng da đi. Rồi, cục thứ hai nè. Mình lấy vừa thôi. Tại vì cục thứ nhất nó lại làm âm phần âm rầy, cục thứ hai thì mình phải tùy theo là cái chỗ nào thiếu bao nhiêu. Và mình sẽ thi theo kiểu refill mấy anh chị. Thấy không, vừa đại vừa vuốt nè. Đó, đi theo kiểu refill vừa đại vừa vuốt nha. Đó, và khi xong hết rồi, chăm sóc lại cái phần cuticle. Đó, thì khi mà mình đi như vậy đó thì nó sẽ không có cái cục thứ hai, nó không có ảnh hưởng tới cái phần mà cục đầu tiên của mình không. Đó, mọi người chia mỗi trách nhiệm ra. Xong, mình hoàn thành một móng thì xong hết, lát mình cover crystal clear nó là xong. Còn ngón này thì mình sẽ đi một cục nè. Thì khi mà mình đi một cục á, mình vừa chăm sóc cuticle vừa chăm sóc phần âm rầy, thành ra thì cái tay của mình thao tác thì mình phải nhanh hơn chút, mình không thể chậm được. Tại vì đôi lúc á, mình mới tập á, mình nhanh chậm quá thì cái âm rầy của mình nó không có loang, đúng không? Nó sẽ thành một cục thôi mấy anh chị. Nên thành ra tới khi mà mình làm cái này á, mình phải tranh thủ nhanh tay một chút nha. Và liquid của mình nếu mà mình về xài một khô nhanh quá, đôi lúc mình làm không được. Đó, để cục bột lên cuticle, nhích bột ra khỏi cái đường nối nè. Đó, mình chăm sóc cuticle trước đã. Rồi sau đó mình sẽ dồn bột vô phần chính giữa nè mấy anh chị thấy không? Đó, dồn xuống ha. Rồi sau đó thì mình sẽ vuốt nè. Đó, và khi mà mình vuốt cái này mình phải nhanh tay. Chậm tay quá là nó ra hai cục màu. Xong rồi mình mới quay trở về cuticle chăm sóc thắt khe lại một chút cái phần cuticle của mình. Đó. Rồi, hai bên nó da gì, da khỏi da tay nhiều nè, chăm sóc lại. Không. Đó, để cho nó không bị mất xếp. Đó, và khi đi một cục á, đôi lúc á thì nó sẽ có những cái góc mà nó bị thiếu á. Nên lý do tại sao khi mà đi móng mà âm rầy đó thì mấy anh chị mà tập đắp á, mình nên đi hai cục để mà trong trường hợp á thiếu nó bị thiếu thì mình cũng sẽ dễ để hơn. Tại vì hai cục á thì cái nguy cơ mà nó bị thiếu nó sẽ không có nhiều. Thấy không? Đó. Rồi xong mình đẩy nó vô tại vì nó bị thiếu góc này nè. Đó, còn nếu mình vuốt là coi như cục bột này nó mất hết đi. Đó, mình lấy cái da tay người ta mình đẩy lên, dùng cái cọ mình nó chăm sóc trên này. Chứ mình không có kéo nó ra, không, mình đẩy cho nó ôm vô để khi mà mình xong hết thì nó cũng ra một cái ngón bình thường. Đó, và xong hết tất cả thì hai cái ngón này thì mình cũng chăm sóc cho cái phần mà âm rầy nha. Và khi mà mấy anh chị muốn khơ đó, khơ nhiều á, mấy anh chị đi một cục. Tại vì khơ nhiều khơ ít đó là do là lúc mà mình lấy bột các mấy anh chị. Đó, thì nó sẽ làm cho cái độ dày ngay cái chỗ mà thân móng á, móng thiệt á. Đó, thì nó sẽ khác nhau, thì cái độ dày khác nhau thì nó sẽ tạo nên cái độ khơ khác nhau. Nên là ra trước khi, nên là hả, mọi người nó sẽ có một cái sở thích khác nhau. Cũng giống như khách Mỹ trắng thì họ sẽ thích mỏng thôi, càng mỏng càng tốt, và họ cũng không có muốn khơ nữa, flat là được.
không? Đó, còn khách Mexico á, thì khách người ta cũng cần cái độ khơi nhưng mà hơi nhẹ nhẹ thôi chứ cũng không có nhiều. Nên là hả, cũng tùy vùng, tùy khách nha. Rồi sau đó là mình sẽ đi cho nó phù hợp. Rồi ngón này thì mình sẽ đi. Đó, rồi đẩy lên. Đẩy lên. Ngón này lát nữa là cô xin sẽ phải dũa. Tại vì khi mà mình đi một cục á, đôi lúc thì ngay cái chỗ mà đường nối móng thì nó hơi dài chút. Nhưng mà cách của mình sẽ không có thích. Đó, nhưng mà mình sẽ đi cho mấy chị xem. Nên thành ra đôi lúc đi mấy này là rồi tại sao là mình đi hay đi hai cục á. Tùy thuộc là cái sở thích của khách nữa. Đi hai cục thì ngay cái chỗ phần mà thân móng á, thì mình sẽ hạn chế là nó bị dài. Rồi xong hết ha. Cover crystal clear. Rồi bây giờ ha mấy anh chị, màu rất là xinh nha mấy anh chị ha. Đó, màu rất là xinh. Để cho nó khô cái đã. Rồi, ok, là cô xin bye bye và hẹn gặp anh chị trong những cái live tiếp theo nha. Và mình sẽ trở lại sớm với một cái bộ nail design. Đây, màu rất là xinh. À, màu rất là đẹp của hai cái màu này. Đó, móng dài thì nó dụ cũng hơi phê. Nên thành ra sẽ dụ xong sẽ không có sức để nói nữa. Ok, bye bye, là cô xin hẹn gặp anh chị trong những live tiếp theo của mình nha, kế tiếp nha. Và đây là cái màu số 83. Với màu số 30 thì anh chị có thể là mua hai set này. Set này nằm trong CL 200 màu. Còn set này nằm trong collection là 36 màu. Và tất cả sản phẩm thì anh chị có thể gọi vô số phone công ty 714-804-9288, 714-804-9688 nha. Và sắp tới nữa là cô xin sẽ có lớp tại Orlando, Florida vào ngày tháng 6, ngày 3 và ngày 4. Có nghĩa là tuần sau thứ 2 và thứ 3. Thì anh chị nào muốn nâng cao tay nghề double hay là step, hay là những cái design training đang trend, thì mấy anh chị có thể đăng ký lớp qua số phone 714-804-9818. Và tháng 7 là cô xin sẽ có lớp tại... tháng 7 thì cô xin có lớp tại San Jose vào ngày 15-16. Và tháng 8 thì mình sẽ có lớp tại Sacramento vào ngày 12 và ngày 13. Thì tháng 9 là cô xin sẽ có lịch lớp học tại Arizona, Phoenix nha anh chị. Thì mình mới có lịch thôi. Nên thành ra thì mình sẽ hẹn gặp Arizona vào tháng 9 nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh chị trong những live tiếp theo.